Alo. Alo, cho em hỏi số điện thoại của anh Nhân đúng không anh? Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em chào anh Nhân, em đang liên hệ cho mình từ bên tổng công ty Monedo, công ty mẹ của chuỗi cửa hàng thời trang và phụ kiện trên toàn quốc. Hôm nay bên em đang diễn ra chương trình ưu đãi tặng tri ân cho khách hàng cũ. Em kiểm tra trên hệ thống thì thấy trước đây anh Nhân đã từng mua một đơn hàng bên em, mình nhận hàng thành công về chợ Kim Giao, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội đúng không anh? Dạ vâng, thì thưa anh, hôm nay mừng kỷ niệm thành lập công ty bên em 5 năm. Thì trên hệ thống công ty bên em có quay số ngẫu nhiên trên hàng ngàn khách hàng. Thì số điện thoại của anh đang là một trong 5 khách hàng may mắn nhất đã được nhận một bộ quà tặng của bên công ty bên em. Mình đã được nhận combo quà tặng gồm 6 lọ nước hoa với 6 mùi hương đặc trưng khác nhau anh em. Thì thưa anh, dung mỗi lọ sẽ là 15 ml. Lưu hương thơm trên cơ thể của mình là từ 8 hai tiếng anh em. Thì hiện tại sản phẩm này bên em nhập khẩu quốc tế và có giá trị gốc hiện tại 1.590.000 đồng. Tuy nhiên mình đang là khách hàng quay số trúng thưởng trong ngày hôm nay. Sản phẩm bên em và sản phẩm cho bên em của anh em. Tức là mình đã được thêm công ty mình 100% tiền giá trị đơn hàng của sản phẩm rồi đấy ạ. À. Vì sản phẩm này là hàng quốc tế các anh, thì khi mà bên bưu tá giao hàng đến tận nhà cho mình nên chỉ hỗ trợ cho bên giao hàng chỉ có 7% phí nhập khẩu quốc tế, chỉ có 179.000 đồng thôi, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào khác nên anh hoàn toàn yên tâm anh nha. Dạ vâng, thì thưa anh, về bộ quà tặng của bên công ty dành tặng tri ân cho khách hàng trong ngày mừng kỷ niệm thành lập 5 năm, thì đối với khách hàng quyền lợi của mình sẽ được phát tiền tra hàng trước khi nhận. Anh kiểm tra đúng đủ số lượng sản phẩm 6 lọ nước hoa để yên tâm hơn, mình có thể check code mã vạch của sản phẩm để kiểm tra thông tin hàng chính hãng trước khi nhận nên anh hoàn toàn yên tâm anh nha. Thì em sẽ gửi bộ quà tặng về địa chỉ cũ chợ Kim Giao, Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội đúng không anh? Em chuyển cho anh cái địa chỉ khác đấy, bởi vì anh đang ở cơ quan. Dạ vâng, anh đọc lại địa chỉ giúp em anh nha. Công an huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Công an huyện Mê Linh đúng không anh? Mình chờ em một chút ạ. Công an huyện Mê Linh, dạ rồi ạ. Thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội đúng không anh? Đúng rồi, em cứ ghi như thế là tiếp câu người ta sẽ chuyển đến ạ. Dạ vâng. Thì thưa anh, với địa chỉ nhà mình dao động tầm 2 đến 3 ngày nữa, bên bưu tá sẽ giao hàng đến tận nhà cho mình. Anh gửi ý điện thoại để nghe máy nhận hàng trong giờ hành chính. Và lưu ý giúp em kiểm tra đúng đủ số lượng khoảng tầm 6 lọ nước hoa, hàng còn nguyên hộp không bị đổ vỡ thì mình mới nhận hàng. Và chỉ hỗ trợ cho bên giao hàng chỉ có 179.000 đồng thôi anh nha. Ok. Dạ vâng, em xin phép tắt máy để hoàn thiện đơn hàng cho mình anh Nhân nha. Ok. Dạ vâng, em cảm ơn, em chào anh nào.